Tú Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong mục kết nối về tình duyên. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ thay đổi không khí và Tú Vị xin cập nhật một cái tin vui ở trong mục kết nối tình duyên đến cho cộng đồng được biết. Và phải nói rằng là đây là một cái trường hợp hết sức là lạ lùng và hết sức là may mắn, mà may mắn một cách lạ lùng luôn. Thì Tú Vị xin tóm tắt một chút xíu. Là cách đây 9 tháng đó, có một cô em đó kêu bằng là em Thủy ở Lai Vung, Đồng Tháp. Thì em cũng lên kết nối giống như bao nhiêu người khác. Được cái là Tú Vị nhận thấy rằng là em là rất là chân tình. Thì em cũng chỉ mơ ước đơn sơ là được vài chục triệu để em là làm vốn để mà buôn bán đồ xi này kia đó quý vị. Thì khi mà em mơ ước nhỏ nhoi như vậy đó, thì đã được một anh Việt Kiều ở Mỹ là có đáp ứng lại cái mơ ước đó, là anh cho 2.000 đô để làm cái vốn theo như cái nguyện vọng yêu cầu của em, nguyện vọng của em. Thì tưởng chừng như là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì bẵng đi một thời gian, thì lúc mà ra Tết này thì có Tú Vị thấy cô Thủy cứ gọi liên tục liên hồi, Tú Vị cũng không biết chuyện gì. Khi bóc điện thoại lên thì được cô Thủy là công bố cái tin vui, biểu muốn gặp Tú Vị để thông báo cái tin vui. Là thưa quý vị, cái việc này đó thì Tú Vị thấy hết sức là may mắn lạ lùng. Ở cái chỗ là Tú Vị không phải là đề cao về vấn đề tiền bạc, nhưng mà có một điều á là anh này á, ảnh không có đề cập đến vấn đề là ràng buộc gì hết. Có nghĩa là về tình duyên đó, thì nếu mà thương ảnh cũng được, mà không thương ảnh cũng được, coi như là ảnh giúp cổ thôi, chứ ảnh không có đề cập đến vấn đề là phải giao kèo về cái chuyện tình duyên. Mà khi mà gặp cô Thủy rồi thì Tú Vị mới phải nói rằng là hết sức là bất ngờ khi mà cô Thủy cho Tú Vị coi một cái căn biệt thự mà chính bản thân Tú Vị đây cũng chưa bao giờ được ở cái biệt thự như vậy. Nghĩa là bản thân Tú Vị đây đang còn ở một ngôi nhà gọi là chắc là bằng một cái phần 10 của cái biệt thự đó. Phải nói rằng là hết sức là may mắn. Mà ảnh đã gửi tiền về cho cất biệt thự nè, rồi mua xe cộ, rồi nói chung là trang sức nữ trang, rồi cho đến là bây giờ thấy cô Thủy là cầm tiền là toàn tiền đô không, chứ không cầm tiền Việt nữa. Thưa quý vị, thì việc này đó thì để cho nó cụ thể hơn thì chúng ta sẽ sau đây sẽ gặp cô Thủy để cô Thủy chia sẻ cái niềm vui đó. Và thưa quý vị, chúng ta lưu ý cho một điều là anh này trước mắt là ảnh chưa xuất hiện. Ảnh sẽ hứa là tháng 8 thì ảnh về, thì ảnh sẽ giới thiệu đến cho cộng đồng biết về ảnh. Còn trước mắt thì ảnh không có cập nhật cái gương mặt của ảnh lên. Tú Vị có được nói điện thoại với ảnh thôi, nhưng mà Tú Vị cũng xin được chưa bật mí. Và tháng 8 thì Tú Vị sẽ ghi nhận thêm, khi nào Tú Vị ghi nhận thêm được thì Tú Vị sẽ cập nhật cho quý vị được biết. Và đặc biệt là ảnh không có đề cập đến vấn đề tình duyên, ảnh nói là tùy cô Thủy, cô thương ảnh thì là tốt, còn ngược lại mà không thương thì cũng không sao. Mà thưa quý vị, bây giờ chúng ta cũng đặt ra câu hỏi cô Thủy là ai, và cô Thủy có phải là một người gọi là mỹ nhân hay không, có chân dài hay không, thì sau đây mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng gặp lại cô Thủy nha quý vị nha. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Em, anh hỏi thật em nha. Dạ. Anh hỏi thật em là lâu nay là kể từ cái đợt mà anh ghi nhận em lần thứ hai mà ảnh gửi về cho em 2.000 đô đó. Dạ. Thì em có đi thẩm mỹ không? Dạ không anh. Không có hả? Dạ không. Vậy là chỉ có cái việc là ví dụ như là mua sắm trang sức này, dạ, kia thôi, chứ còn, dạ, chứ còn thẩm mỹ trên gương mặt là không có. Dạ không anh. À, sao khác quá vậy nè? Khác hả? Sao em nhìn thấy cũng vậy lắm. Mà vậy chắc do người nó thoải mái đầu óc quá, tinh thần nó có thể vậy khác. Em ha. Dạ. Chứ hoàn toàn người em mua dao kéo gì hết, xấu tự nhiên. Em thấy đó, hồi nãy là bà xã anh gặp em cũng nói như vậy mà nhìn không ra luôn á. Dạ. Hồi nãy lên cái cầu thang đó là anh thấy có người ngồi đó, dạ, mà anh không dám chào là em biết rồi. Dạ. Anh có dám chào đâu, giờ anh lên trên đây mới gọi điện cho em. Thật sự là anh nhìn không có ra. Mà em cũng dở, em ngồi đó em canh anh á, mà sao em không thấy anh không? Ngồi ngay mặt tiền để canh á, mà sao không thấy hai anh em không gặp nhau luôn. Anh gặp chứ. Anh gặp. Thấy nhưng mà anh không nghĩ là em. Thì dạ, đó, mà ngược lại là em không thấy anh. Dạ. Thật sự đó là hôm nay đầu năm mới thì trước mắt là em báo cho anh cái tin vui như vậy, anh rất là vui. Dạ. Vui lắm cho em luôn. Dạ. Bởi vì em thấy đó, cái cuộc sống của em trước đây thì em cũng có bày tỏ là một mình em
gọi là gồng gánh để nuôi hai con ăn học. Nó đang tuổi ăn tuổi học, mà gọi là nói xin lỗi là làm không đủ ăn luôn em ha. Dạ đúng rồi anh. Thì cũng nhờ cái sự chân tình của em, em không có giấu gì cái điều đó. Và em nói thẳng cái điều đó. Chứ có nhiều người ví dụ như anh nói, chẳng hạn như là đôi khi điều kiện không có mà cứ gọi là sĩ diện đó, sợ người ta chê cười đó, không có nói ra. Rồi đôi khi hiểu lầm ý nhau. Cái người muốn giúp mình á, thì tưởng mình là điều kiện có. Rồi ngược lại họ không giúp. Nhưng ngược lại á, thì mình cứ bày tỏ đúng theo như cái cuộc sống của mình. Thì là cái điều đó là nó hết sức là để đôi bên biết hiểu về nhau em ha. Dạ đúng rồi. Cái gì mình cũng phải sống thật. Rồi ví dụ như mai mốt thì người ta còn tiếp xúc với mình, rồi cũng phải tới nhà mình, rồi chạy qua đúng, gì đúng, cái, đúng rồi. Trước sau gì cũng phải biết thôi. Cho nên cái gì mình cứ nói thật đi rồi. Cũng quan trọng, nhưng mà do cái duyên của em cũng phải gặp được người tốt vậy. Chứ lúc đầu thì em cũng nghĩ như anh Vĩ nói, anh chỉ giúp em lúc ban đầu vậy là em cũng mừng lắm. Lúc đó em được 2.000 đô là đối với em rất mừng rồi. Mà anh cũng chưa nghĩ gì đâu anh. Khi mà nói chuyện qua lại nhiều lần như vậy rồi từ từ rồi anh mới cũng phải tìm hiểu chứ. Rồi từ từ anh mới cảm thấy mình chân thật rồi mới ấy thôi. Chứ thật ra em và anh chỉ gặp trên Zalo thôi chứ chưa có gặp thực tế. Dạ. Nếu mà một người đôi khi em suy nghĩ như nè, người ta vợ chồng sống với nhau có con rồi, mà khi mà người ta qua bên đó chưa chắc gì người ta lo cho gia đình người ta được chu toàn như vậy nữa. Chính anh đúng xác, không? Em. Dạ. Chính xác. Cho nên em rất là may mắn luôn. Dạ. Thì anh mừng cho em, bởi vì ở cái chỗ thế này người ta hay gọi là an cư mới lạc nghiệp. Đơn giản thôi, mình cứ lo trời mưa trời gió, rồi cho đến là con cái của mình không có nơi ăn chốn ở cho nó đàng hoàng, thì cuộc sống mình bao giờ cũng lo lắng. Và ngược lại, trong cái việc lo lắng thì đã đành mình cũng phải lam lũ để mà lo cái chi tiêu hàng ngày. Vì lẽ đó cái nhan sắc của mình nó cũng bị xuống nữa em. Tại tối ngày chỉ biết kiếm tiền thôi, suy nghĩ rồi kiếm tiền, đau đầu, đâu có đầu óc đâu mà ấy đâu. Đúng rồi, cho nên là người ta có cái câu cái gì mà rầu rĩ râu ria ra rậm rạp gì đó. Đúng không? Rầu rĩ thì râu ria nó ra rậm rạp thôi. Mà còn trong lòng mình nó vui vẻ, nó phấn khởi thì đương nhiên là cái điều kiện chăm sóc cho bản thân nó cũng tốt hơn. Em cũng nói với ảnh em tính làm cái gì đó để cho có việc làm, mà ảnh kêu thôi đừng làm, tại ở Việt Nam cũng làm ăn khó khăn, mà ở dưới đây là vùng quê á anh. Nếu mà làm rồi dịch giả này nữa, rồi nếu mà làm rồi không thành công rồi suy nghĩ lo gầu nó nữa. Thôi bây giờ nói chung ảnh cũng tạo điều kiện tốt nhất hết cho em. Dạ anh cũng nói giờ tạm thời vậy đi, khi nào anh về nước anh lo thủ tục, rồi nếu mà em muốn đi thì tương lai của hai con thì anh sẽ bảo lãnh cho đi rồi bảo lãnh tương lai của hai con. Còn nếu không thì cứ ở Việt Nam, không có vấn đề gì hết. Nói chung cũng thoải mái là mà không có cái sự ràng buộc gì hết á. Còn nhà thì làm xong được bao lâu rồi? Em mới làm xong khoảng tháng mấy đó. Dạ, trước Tết thôi anh. Vậy là cả thi công cho đến cái ngày hoàn thiện là thời gian lâu không em? Hơn 6 tháng anh. Lý do là đang làm cái bị chỉ thị 16 ngưng lại á anh, ngưng 2 tháng mấy. Rồi mới bắt đầu đi làm tiếp, tại thợ đâu đi ra khỏi nhà được đâu. Gián đoạn thì đã đành, nhưng mà nhà cũng quá kiên cố em. Nhà kiên cố lắm anh. Nhà kiên cố nên là cái gọi là cái kiến trúc để xây đó thì nó cũng khá là mất thời gian. Và cũng tốn kém em ha. Cũng nhiều thầu. Thầu làm nhà nói á, hồi đó giờ làm nhà thiệt, đừng có nói cô Thủy bả đàn bà, đàn ông mà 6 người chưa chắc gì đàn bà, chỉ từng miếng gạch, từng cái gì, cách thức lót sao như thế nào toàn bộ em hết. Cái đó là em làm theo ý thích hay là dạ ý nghiệp? Em cho nên cũng tội nguyện, không có bị thất vọng. Làm theo ý mình. Rồi khi em làm lên có nhiều người chụp hình lấy mẫu lắm anh Vĩ. Đúng rồi, quá đẹp luôn. Có nhiều người đi ngang chụp hình. Chắc ảnh cũng hài lòng đúng không em? Dạ, ảnh thích lắm. Ảnh cũng gửi về bên đó, bạn bè, đồ nhân viên, đồ bên đó coi ai cũng nói đẹp. Ai cũng khen đẹp đúng không? Dạ, ảnh nói tốn tiền không có bị tiếc. Nói chung là xứng đáng đồng tiền. Dạ.
thật sự là xứng đáng đồng tiền. Mà đúng em biến thật sự đó là nói không phải là khen em, mà ở cái chỗ là em ở cái môi trường này mà cất được một cái nhà như vậy đó, là anh nhìn giống như môi trường của nước ngoài á. Dạ. À, giống như cái cách thiết kế của nước ngoài, giống dạ. như biệt thự của các nước ấy. Dạ. À, mấy người đó thì gọi là những người ở Sài Gòn á, thấy mẫu nhà em như cái cổng rào thôi. Ừ. Thì người ta nói cái cổng rào này nhìn giống mấy cái biệt thự mà ở bên quận 9 đồ, mấy cái khu thì Phú Mỹ Hưng đồ á. À, dạ. Đó, ý chang luôn. Dạ. Đúng rồi đó, em nói dạ. đúng. Ừ. Gọi là nói trông nó rất là tân tiến chứ không phải là dạ. là giống như kiểu là ở nhà ở quê. Cảm ơn. Dạ. Ừ. Thôi thì chúc mừng em. Ba đời rồi, ông bà cha mẹ biết bao nhiêu, không ai cất được nhà mình ở được cái nhà vậy, quá tuyệt vời, em mừng lắm. Đúng thiệt mừng. Đúng thật sự là ba đời em ha. Dạ, ba đời. Thì từ... là ông bà em chưa ai được hết. Ừ. Dạ. Đúng chính xác đó, thì anh cũng nghĩ vậy. Thì thật sự đây là một cái sự may mắn và có những cái duyên em. Dạ, có duyên anh. Cái duyên đến ngày tháng đó em phải tìm đến đây để mà kết nối để cho ảnh thấy. Dạ. À, giống như vậy đó. Dạ, chứ thật rồi. Sự là em nếu em không có lên sóng thì không có thể nào mà anh đâu ai biết được biết em. Được. Dạ đúng rồi, sao biết được anh, một người ở tận đâu đâu á, sao biết được. Mà nếu biết đi chăng nữa thì em nói ví dụ có những người thương mình đó, có lòng nhưng mà điều kiện không có thì cũng phải chịu anh, đúng không? Đúng. Nó là đúng. Như vậy nữa. Phải đó, dạ. Chí lý. Và ngược lại nữa là cũng cái duyên, chứ không phải là ai ảnh cũng làm được cái điều đúng đó. Đúng anh, dạ. Ừ. Anh nói anh coi chương trình của anh cũng nhiều, coi người này người kia, cô Lệ, cô gì đó, anh cũng kể cho em nghe cũng nhiều. Nhưng tự nhiên cái coi cái clip của em, người em lúc đó nhìn thấy ghê. Mà con cái là cái câu nói của em, anh nghe từng cái câu nói bài tỏ của em ở trên đó, rồi anh cảm thấy chân thật, rồi này kia thôi. Rồi anh tội, chứ không phải là thương, lúc đó chưa thương đâu, chỉ là tội. Thế tội thì cho 2000 để mà dạ, giúp đỡ bán, thôi dạ. À, buôn bán đồ áo này dạ, cái gì đó. Dạ, à, anh dạ, còn nhớ rồi. Hoài cái việc đó. Dạ. Quá là may mắn em ha. Dạ, may mắn lắm. Nhiều khi em còn nói không biết nó là mơ không đó, trời, chuyện này có thật hay không thì lúc mà anh biết không, gần tới ngày thi công nhà rồi mà em cứ ngỡ ngàng hoài. Đây cũng phải là chuyện thật hay là mơ, em cứ sợ vậy. Em tính trong vòng khoảng đúng một tuần là em kêu thợ đồ làm, là lên kế hoạch là kêu làm luôn. Không cần coi tuổi coi gì hết. Nhưng mà khi cất lên rọi thì ai cũng nói cái tuổi của em, tuổi ngọ em là cái năm qua đó là nhiều người cất nhà lắm, được tuổi dữ lắm. Nên mình cũng mừng. Nói chung là mọi sự nó tự nhiên, nó ngẫu nhiên thôi, không có sự sắp xếp gì hết. Dạ. Thì giống như kiểu là nhờ ơn trên sắp xếp dùm cho mình. Dạ đúng rồi. Mừng hết sức. Dạ. Gia đình chắc ai cũng vui em ha. Dạ, gia đình em thì nếu mà em còn sống thì vui, còn giờ ở sớm thì ai cũng mừng. Và họ không tin em cái chuyện đó nữa, nghĩ là em trúng số, nói em trúng đặc biệt á anh, rồi giấu này kia nọ, nói vậy thôi. Mình thì mình nói vậy, còn chuyện người ta tin không tin thì thôi, chứ sao giờ. Không, hàng xóm biết em, hàng xóm biết, có người nhắn cho anh. Dạ. Yeah. Có người nhắn cho anh. Dạ. Yeah. Nhưng mà thật sự là có vẻ như đó là thôi đại khái để khi nào anh nói chứ là anh bị biết không. Đúng, em biết luôn, kể cả ba của mấy đứa nhỏ cũng vậy. Vậy lúc đó cái đòi điện cho tướng Vĩ nói này ghi cái nọ, trời, em nói em sống thật thì em đâu có sợ gì. Thì đâu có gì dạ đó. Thì đâu có gì đâu, ai nói gì nói. Rồi sớm thấy em vậy ta cũng có người thích, có người thương, cũng có người này kia, ai cũng vậy. Xã hội mà anh. Xã hội không sao dạ, đâu. Đúng rồi, em không quan tâm mấy chuyện đó. Đúng đúng. Không có sao hết em. Dạ. Miễn là mình đừng có làm cái gì mà phi đạo đức thôi. Dạ, đúng chứ rồi. Còn ví dụ như là cái việc mà gọi là có người ganh ghét này kia dạ, thì bình thường. Thường anh. Kế bên nhà này khi cất lên làm khó làm dễ đủ thứ, rồi nhiều khi ruột thịt luôn mà họ cũng ghét, nó kiểu như khổ quá thì người ta khinh, mà có một chút thì người ta ghét, nó vậy đó, cuộc đời nó vậy, khó không làm vừa lòng ai đâu. Nó kệ đi, em không quan tâm mấy chuyện đó. Thì ở sát bên đây thôi, nếu mà anh Vĩ có dịp đi qua Lê Dung thì em chưa tới thị trấn Lê Dung, tới gần gần nhà hàng Sơn Trang hồi xưa là em ở gần khu đó. Ở trên đó. Đường quốc lộ 80 luôn, nhưng mà nằm bên đường nghịch đó anh, bên sông. Dạ. À bên sông. Dạ bên sông á anh. Bữa nào cho anh ghé chơi nha. Dạ ok anh, trời em sẵn sàng luôn. Em sợ anh không có rảnh để anh đi. Chứ đáng lý ra em mời gia đình anh qua nhà em chơi luôn đó. Mà sợ anh không có thời gian, em thấy anh lu bu nhiều khi
khi điện thoại cho anh Vĩ cũng khó nữa. Đúng rồi. Dạ, cho nên em cũng ngại vấn đề đó. Nhưng mà bữa nào anh sẽ chủ động qua bên đó chơi. Dạ, bữa. Ok anh, em mừng lắm, đi qua nhà em chơi đi. Anh qua thì là mục đích của anh á là anh qua để ngó cái nhà để bữa nào anh cấp theo thôi. Dạ. Không, nhiều khi sau này cái nó còn tân tiến hơn, đẹp hơn nữa. Trước mắt thì ok em, trước mắt dạ, thì vậy đi anh. Trước mắt thì rất là tốt. Dạ, dạ. Dạ. Thôi vậy hôm nay em trước là anh em mình qua để chúc mừng anh năm mới, với lại sẵn dịp em báo tin vui của em. Dạ, chia sẻ anh em mình, rồi khi nào có dịp thì em mời anh Vĩ qua nhà em chơi nha. Okay, okay, chơi biết nhà. Dạ. Bữa nào rồi anh qua chơi. Dạ, rồi anh. Dạ. Coi như em là cái người may mắn nhất trong năm á. Dạ. Em không có bao lì xì, em xin gửi hai bé tiền. Yeah, hết Tết rồi còn được lì xì nữa. Dạ không, nay chưa hết tất nhiên anh. Cũng hy vọng là nhanh tới tháng 8 em á. Dạ. Tới 6 tháng nữa. Dạ, khi nào anh về em bắt. Tại vì nhân viên, những người làm, tại vì ở bên anh mở quán phở. Anh có quán phở, nhà hàng, phở là này kia. Dạ, cho nên là anh chủ. Em phải nhiều khi về Việt Nam về được chừng tuần à. Không về được nhiều, công việc ở bên đó bỏ không ai lo hết. Dạ. Vậy thì không biết nói gì hơn, một lần nữa là chúc cho em cũng như là chúc cho mọi việc nó được tốt đẹp trong năm mới cũng như là trong cái dự định của em. Dạ. Rồi bữa nào có duyên á thì ảnh về thì anh sẽ tiếp tục ghi nhận. Dạ. Cũng như là báo đến cho cộng đồng. Dạ. Từ nay về sau là coi như hoa đã có chủ. Dạ. Dạ rồi. Khi nào anh về chắc em cũng sẽ liên lạc với anh. Còn khi nào anh qua bên đó nhà em á thì anh điện thoại alo em biết chứ. Dạ. Ok. Rồi, em. Ha. Dạ vậy em chào nha. Anh. Dạ chào dạ em dạ nha. Em chào các cô chú gần xa anh chị em ạ. Hôm nay đi được sớm quá chị hả? Dạ em tới sớm. Hiện tại ở nhà thì chị Thủy còn làm công việc gì? Dạ em là bên ngành tóc á anh, nhưng mà em đã nghỉ rồi, bây giờ em về quê rồi. Em đang bán hàng online đồ vậy. Nghề tóc bây giờ nó ra sao mà mình lại nghỉ? Nói chung em lớn tuổi rồi, với lại mắt bị mờ á, nhiều khi trang điểm cho khách hoặc là làm móng không còn thấy nữa, không có tinh mắt nữa, cho nên em nghĩ. Dạ. Với lại giờ về quê á, nếu mà muốn mở tiệm thì phải có kinh tế rồi, em không đủ thôi. Vậy đó ha. Dạ. 44 tuổi mà đã kêu là lớn tuổi. Sao mắt em giờ cũng bị hơi mờ á, không còn tinh nữa. Dạ. Vậy là do gọi là mắt nó hơi kém ha. Dạ. Nó kém mắt thôi chứ còn những bộ phận khác thì sao? Dạ bình thường anh. Nói chung với lại giờ muốn mở tiệm thì phải phô trương lên rồi này kia, rồi mình cũng không có kinh tế rồi làm, rồi sợ nhiều khi thiếu hụt rồi không dám làm. Cái Tuấn Vĩ suy nghĩ lại câu nói của mình thì mình tới Tuấn Vĩ đính chính một chút xíu. Dạ. Tuấn Vĩ nói là bộ phận khác thì sao, có nghĩa là ví dụ như tai này kia đó? Dạ vẫn bình thường. Tai nghe bình thường. Dạ. Ăn uống bình thường. Dạ bình thường. Chỉ có mắt là hơi kém thôi. Dạ. Thủy có tính gì cho tương lai là làm một cái công việc gì đó để cho nó tốt hơn hiện tại không? Dạ nói chung thì định hướng thì cũng rất là nhiều, nhưng mà cuộc sống với kinh tế không cho phép, cho nên bây giờ em cũng hơi vất vả. Một mẹ mà nuôi hai con, rồi lớp ăn lớp học, rồi với lại cũng không có nhà, đâm ra nó thường. Nói chung giờ em chỉ làm em lo cho mẹ con sống qua ngày thôi, chứ còn mấy chuyện khác thì cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà không suy nghĩ hoài cũng không được gì. Trước hết là Vĩ rất là quý Thủy. Dạ. Bởi vì ở cái chỗ là mình bày tỏ rất là thoải mái với nhau. Dạ. Rất là chân tình. Dạ. Hôm nay em đến với anh Vĩ thì chỉ nói về bản thân của mình và cái cuộc sống của mình hiện tại là như vậy. Nếu như có ai mà thật sự nghĩ đến em và thông cảm cuộc sống hiện tại của em thì cứ tìm hiểu. Dạ, chứ giờ nói thì em cũng không biết nói sao. Đại khái là cũng muốn thử có cái duyên của mình ở đâu ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Ở ngoài thì nói chung em cũng có gặp nhiều người, nhưng mà em đắn đo là hai đứa con mình là con gái, rồi nếu đến với người đó mà không có kết thúc không có tốt đẹp á thì mất công mang tiếng, cho nên thôi em để lên đây cho chắc. Dạ.
Vậy rồi cái tiêu chí của Thủy mà chọn một người để mà đồng hành đó thì là Thủy muốn kiếm một người như thế nào? Dạ, nói chung người đó thì lớn tuổi hơn em. Từ cả chục tuổi trở lên cũng được. À, cũng được. Dạ, cũng được. Miễn sao là người đó phải trung thành và không có phải mà bay bướm hay này kia gì đó. Thường thì nếu mà lớn tuổi thì thường yêu vợ, chiều vợ. Dạ đúng rồi, em thích người lớn tuổi hơn. Dạ. Rồi còn nếu mà ví dụ như là lớn thì khoảng bao nhiêu đổ lại? Khoảng chục tuổi này kia vậy đó. Nói chung từ chục tuổi trở lên đi. Nhiêu cũng được, miễn người đó còn khỏe mạnh là được. Khỏe mạnh, chánh tình ha. Dạ, em lớn tuổi rồi, em có nguyện vọng là có, nếu em có một số vốn á thì em sẽ thuê một cái chỗ nào mở shop em bán, em lấy những kiện hàng của đồ si về em bán. Dạ. Dạ. Đang còn ấp ủ cái đó, cái việc đó. Dạ. Tại vì em mua bán như vậy thì em cũng thuận tiện đưa rước con đi học. Tại vì hai bé học lớp lớn rồi nhưng mà vẫn đưa rước. Em đã tìm hiểu chưa và cái số vốn đó là khoảng bao nhiêu thì mình có thể thực hiện được điều đó? Nói chung vốn mình nhiều thì mình nói em nghĩ là chắc không bao nhiêu đâu anh, chừng vài chục triệu thôi. À đó, vậy đó hả? Dạ. Tội nghiệp không? Dạ. Khi bây giờ em về quê là do nhà ngày xưa em có mua miếng đất ngày hồi còn gái á, mua cho mẹ ở. Giờ mẹ mất rồi thì em không có nhà, em mới về đây ở. Thì chỉ nói gọi là cái nhà thôi chứ nhà thì ba mẹ con, phụ tạm nữ. Tạm bỡ thôi em hả? Tạm bỡ, dạ đúng rồi. Khi em muốn đi làm công việc gì ở xa thì em cũng không yên tâm ở nhà cho hai đứa con ở. Tại nhà kiểu như nó trống vắng lắm. Trống đã. Dạ. Rồi ok, anh hiểu rồi. Thì dạ. Coi như hôm nay mình cũng cởi mở để cho đối phương bên kia biết. Thì nếu ví dụ như ai mà thương em thì chắc chắn là sẽ tự động đến để kiếm anh để mà kết nối. Dạ ok anh. Nói chung em thì thấy, em coi chương trình của anh, em thấy mấy chị, những người phụ nữ lên đây ai cũng toàn có địa vị trong xã hội. Rồi em lên em vậy em cũng ngại. Dạ thật sự là em cũng ngại nhưng mà thôi kệ, mình cứ bày tỏ hết cái của mình đi. Rồi ví dụ như có duyên thì gặp một người nào đó, còn không thì thôi em cũng không có sao. Dạ. Thử vận may của mình em ha. Dạ, thử coi thử cái duyên nó còn không. Dạ. Dạ. Rồi vậy anh xin kết thúc buổi trò chuyện em ha. Dạ. Rồi cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui. Dạ. Thì em theo dõi trên kênh nha. Thì dạ. Nếu ví dụ như ai muốn kết nối với em thì anh sẽ thứ nhất là báo cho em, thứ hai nữa là em sẽ coi được anh chàng đó là ai em ha. Dạ rồi, rồi. Em cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Để mình kết thúc buổi trò chuyện em nha. Dạ dạ. Rồi em thứ nhất là em bỏ cái micro xuống cho anh ha. Dạ. Thứ hai nữa là em mời vị khách tiếp theo giùm anh ha. Dạ, dạ. Rồi, chào em ha. Thưa quý vị, chia tay với vị khách đó, chúng ta sẽ đến với những vị khách tiếp theo.